Alo, alo. Ê, có người vào xem rồi này. Ý. Lần đầu tiên trên màn ảnh livestream của tôi thì tôi được livestream ở bên cái page của Asus. Ok, đợi một chút để tôi chỉnh lại một vài cái setting cần thiết cho cái buổi livestream trở nên là luật hơn nha. Đây ạ. Âm thanh khá ổn. Vừa rồi tôi nghe thử giọng của tôi ở trong livestream thì âm thanh cũng khá luật. Đây, để tôi share trên fanpage đã nha, anh em đợi tôi một chút xíu để cho cái lượt người tương tác nó tốt hơn, xong bắt đầu chúng ta cùng test thử xem là cấu hình máy như vậy rồi các cái đồ đính kèm như vậy stream lên minh huyền thoại nó có luật hay không. Tôi nghĩ cơ bản là luật thôi, với một cái ấy 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 chia sẻ ngay rồi. Ok, tôi vừa mới chia sẻ trên fanpage thì hy vọng khoảng tầm 1 phút 2 phút nữa thì cái lượt người tương tác nó sẽ nhiều nhiều lên một chút xíu, sau đó thì anh em mình cùng test thử xem là với cấu hình như thế này thì tôi chơi lên minh huyền thoại nó có ổn hay không. Thú thật thì cái cấu hình mới này nó mạnh hơn một chút xíu so với cái máy cũ của tôi, mà cái máy cũ của tôi thì đã dùng rất là tốt rồi, để livestream lên minh huyền thoại thì rất là ok rồi, thì với cấu hình mới như này tôi nghĩ là cũng hoàn toàn đáp ứng được. Và cái điều mà khiến tôi ấn tượng nhất và cũng xin cảm ơn nhà tài trợ Asus đấy là hai cái màn hình mà nhãn hàng đã tài trợ tôi. Theo như tôi tìm hiểu và tôi cũng nghe loáng thoáng qua những cái bạn kỹ thuật viên ở VTV có chia sẻ thì cái màn hình 240Hz thì nó thích hợp, nó được tạo ra nó thích hợp để sử dụng trong những game bắn súng như là PUBG, như là Apex Legends, bởi vì cái độ nói chung là cái có nhiều những cái tính năng ở trong cái màn hình đó, nó làm cho cái hình ảnh khi mà các bạn chơi game FPS nó nuột hơn, nó xem nó đã mắt hơn. Nhưng mà đối với Liên Minh Huyền Thoại thì có lẽ là không cần dùng tất cả những tính năng đấy, nhưng với tôi thì nó biết nó như thế nào nhỉ? Người ta bảo là dùng dao mổ trâu để giết gà, trong trường hợp này nó lại là tốt. Theo tôi nghĩ nó lại là tốt. Bởi vì các bạn nghĩ mà xem, cái màn hình rất đẹp để mà chơi những game bắn súng. Thì bây giờ mình không chơi game bắn súng, mình chuyển qua chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi, thì cái việc mà cái màn hình đẹp đấy mà được tôi sử dụng chơi Liên Minh Huyền Thoại nó cũng quá là nuột rồi. Ngoài ra thì có một cái màn hình phụ nữa. Xin cảm ơn nhà tài trợ đã tặng tôi thêm một cái màn hình phụ nữa để chuyên dùng để gọi là đọc văn bản. Đại loại là để tôi đọc chat đấy. Màn hình chính ở bên này. Đây, cái màn hình chính đây. Cái màn hình chính ở bên này thì là để tôi chơi game. Còn cái màn hình phụ thì đây, cái màn hình chính này, cái 240Hz của tôi đang để đây thì tôi chơi game. Còn cái màn hình phụ thì tôi sẽ dùng để đọc chat của các bạn. Nói chung là luôn. Trong cái cấu hình này thì để mà hỏi tôi là ấn tượng nhất cái gì, tôi xin phép trả lời là ấn tượng nhất hai cái màn hình. Hai cái màn hình. Đó. Anh nghe vụ bà caster nào kêu dân không skin thì câm mồm mà chưa. À, cái đấy thì nó cũng bình thường ấy mà. Nó xảy ra như cơm bữa trong Liên Minh Huyền Thoại ấy mà bạn, có gì đâu thưa bạn Quân. Bạn nghĩ mà xem, con người ai mà chả có hỉ nộ ai ố, sân si đủ cả. Thì cái việc mà một ngày đẹp trời mà nhất là cái bà đấy lại đến kiểu như là đến 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 tuần trăng chẳng hạn, người lại hơi nóng trong một chút, hơi bực dọc một chút thì lại gặp một vài những cái sự chửi bới trên mạng, thì cái kiểu mà tung ra những cái phát ngôn nó gây sốc như vậy là chuyện bình thường. Tôi thấy là quá bình thường. Chúng ta không nên mất thời gian để bị những cái bài như vậy, bài hút hút dư luận theo để làm cái gì cả. Còn với tôi, cái việc mà có skin hay không có skin nó chả quan trọng. Đây là ác chính của tôi. Hai trang phục thì nó có khoảng tầm 300 cái. Thì thú thật mà nói là tôi chơi cũng chỉ có một vài con ít ít ở trong Liên Minh Huyền Thoại thôi. Nên cái số lượng skin tôi dùng không nhiều. Và các bạn biết là tôi cũng có những cái ác phụ nó full skin ấy. Nên là với tôi ấy, có skin hay không có skin nó chả có ảnh hưởng gì cả. Nếu như mà có một ai mà đó mà cứ toxic về cái vụ skin hay không skin thì xin mời sang gặp Faker. Một người mà gần như không bao giờ sử dụng skin cả. Chẳng lẽ là anh chàng Faker của chúng ta là cũng là dân hạ đẳng à, đúng không? Vui thôi, tham khảo vui vui thì tham khảo thôi. Nhưng mà sau khi toxic sẽ chửi cả group, à cái đấy thì nó lại quá là logic. Kiểu như mà cãi lý không lại được thì bắt đầu lại kiểu chửi đồng chí phèo, có cái gì đâu. Cái đấy thì bình thường thôi mà Quân. Bạn để tâm làm gì? Bạn để tâm đến đây này. Bạn để tâm đến cái livestream của tôi này. Tí nữa tôi sẽ test cái màn hình 240Hz này, rồi tôi test cả những cái cấu hình máy này khi mà livestream Liên Minh nó có nuột hay không. Đó. Thế thôi chứ còn quan tâm làm gì những cái thứ vớ vẩn đấy. Ngày hôm nay thì tôi có livestream ở bên page của Asus. Thì cái điều này nó sẽ diễn ra theo một cái lịch nó thường niên. Chắc là khoảng tầm 1 cho đến 2 tuần một lần gì đấy.
để cho các fan hâm mộ của Asus biết được rằng là tôi cũng như Asus đang có một cái sự hợp tác về mặt hình ảnh với nhau. Hay nói một cách đơn giản là tôi hiện tại đang là gương mặt đại diện cho Asus ở Việt Nam. Đó. Còn bình thường thì các hàng ngày thì tôi sẽ vẫn live stream ở trên page của tôi là page Mạnh An, mà tôi cũng có để trong phần caption. Còn trong những cái buổi tối có thể là ngẫu nhiên trong tuần, bởi vì nó còn phải tùy thuộc vào cái lịch làm việc của tôi sắp tới rất là bận. Tôi nhiều khi tôi thậm chí là tôi không thể stream tối được. Và nếu như có stream tối ở trên page của Asus thì tôi cũng chỉ stream được vào những cái hôm như thứ 2, thứ 3 hoặc là thứ 4, là những cái ngày mà không diễn ra VCS. Thế thôi. Là những ngày không diễn ra VCS thì tôi mới stream được buổi tối. Còn bình thường mà tôi mà stream buổi tối và những ngày diễn ra VCS là hơi căng đấy nha. Là những ngày đó là tôi không bình luận, thế là bị mắng chết luôn đấy. Anh đi đêm với Asus à? Ơi, tôi quen rất nhiều bạn ở bên Asus. Chứ còn thường thì tôi đi chơi với bạn tôi bên Asus, tôi toàn đi vào buổi tối. Không biết có phải là đi đêm hay không thì tôi cũng chả biết nữa. Nhưng mà nghĩ mà xem, ban ngày đi làm chỉ có tối rảnh thì bắt đầu mới đi được chơi với nhau. Đi ngồi uống nước với anh này, đi ngồi uống nước với chị kia thì không biết được coi là đi đêm hay không. Tùy, nếu anh em coi đó là đi đêm thì anh em cứ report nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 305 skin cơ. Ôi, đây là arc chính thôi. Arc phụ của tôi còn 4 cái arc mẹ full skin này kìa, nhưng mà tôi không chơi. Đợt này tôi đang cày cái rank đơn đôi nên là tôi đánh tài khoản chính. Nên tôi chỉ đánh tài khoản chính mà thôi. Chơi thử cờ chính chủ Dota. Cờ thì thứ nhất là cái trò Dota, cái trò Dota auto chess ấy là một cái trò rất là nhẹ. Thì cái cấu hình mà tôi đang sử dụng này nó lại quá thừa để stream cái bộ môn đấy rồi. Và hôm nay thì tôi muốn sử dụng một cái bộ môn nó hardcore hơn một chút xíu là Liên Minh Huyền Thoại để tôi test cái cấu hình mới cũng như là hai cái màn hình mới thôi. Chứ còn chơi auto chess thì cái cấu hình nhẹ hơn nhiều. Cái cấu hình rẻ tiền hơn cũng có thể gọi là live stream auto chess rồi. Thì nó không mắc ping, nên tôi muốn test thử ở trên Liên Minh Huyền Thoại để xem mọi thứ nó có mắc ping không với cái cấu hình đấy. Nghĩ là ok, nói chung là mọi thứ là ok. Bao giờ thì sọp về nước? Chắc chắn không phải năm nay rồi đấy, thưa bạn Hiếu. Sọp chắc chắn là không phải năm nay rồi. Bởi vì hợp đồng đã ký rồi, mà ký với đội mới. Thực ra thì vẫn là Team Snake thôi, nhưng mà tôi nói là đội mới là để vì sao? Là vì nó họ đổi tên thành Lightning Esports rồi. Mà một nhà tài trợ mới nhảy vào tài trợ cho một đội tuyển, họ ký hợp đồng không có chuyện ký hợp đồng một năm đâu. Không một ai ký lại hoặc là ký mới hợp đồng mà đi ký một năm cả. Bao giờ phải từ 3 năm trở lên. Thế nên là các bạn cứ xác định là chia tay sọp dài dài đi. Nên là các bạn cứ xác định là mình sẽ phải chấp nhận là sọp ở bên Trung Quốc dài dài đi. Tôi nói thật chứ, tôi mà kiếm được nhiều tiền như vậy, có bắt tôi về Việt Nam tôi chắc cũng không về. Đang thi đấu thành công, mùa này lại thi đấu thành công chứ. Thắng 3 trận liên tục rồi, cái tỷ lệ đi chung kết thế giới đã cao ngất ngưởng. Với sọp bây giờ ấy, còn thiếu đúng 2 thứ trong cái cuộc đời này thôi. Anh em nào vào theo dõi livestream sau thì hãy làm ơn để lại an like vào cho anh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn với những cái bạn nào mà là fan của Asus thì tôi xin gửi lời chào trân trọng. Vì ngày hôm nay là tôi mới bắt đầu bập bẹ livestream ở trên page của Asus. Nên mong anh em gọi là trước lạ sau quen. Còn quay lại với chủ đề sọp, sọp bây giờ thiếu đúng 2 thứ thôi. Thứ đầu tiên ấy là ngôi nhà và những đứa trẻ. Ý là sọp bây giờ là một chàng trai cũng đến tuổi mà nói là đến tuổi lấy vợ đẻ con thì cũng hơi sớm. Nhưng mà cũng không phải là quá muộn. Thế nên ấy, với những người mà lo sự nghiệp thì tầm này cũng không nên vợ con gì, thì tôi khuyên sọp cũng không nên quan tâm lắm đến vấn đề vợ con. Mà cái thiếu thứ hai của sọp là thành tích. Thế thôi. Cái thiếu thứ hai của sọp là thành tích. Nên cái điều mà sọp nên quan tâm ấy là làm sao để đến được với chung kết thế giới. Cuộc đời của sọp thì là một cuộc đời lẫy lừng về mặt chuyên môn, nhưng mà lại thiếu đi cái thành tích cá nhân. Nên là cố mà đạt được cái thành tích cá nhân đấy thôi. Liệu All Star có được bình chọn cho vận động viên thi đấu nước ngoài như sọp thi đấu hay không? Chắc chắn là không. Thứ nhất là tôi chưa biết cái thể thức All Star năm nay như thế nào. Cái thể thức đó sẽ được bên Riot Games quyết định. Mỗi năm sẽ một khác, chứ không thể năm nào giống năm nào được. Năm ngoái thì họ cho cả KOL bên ngoài vào đánh. Tức là chỉ cần đó là những cái celeb ở từng khu vực mà được gọi vào. Ví dụ như là ở khu vực Việt Nam chúng ta thì là VTV, là VTV sẽ đứng ra tuyển những cái KOL, những cái celeb đấy. Nhưng năm nay thì ai dám chắc được là họ lại cho KOL, cho celebrity vào đánh, đúng không? Không ai biết. Không ai dám chắc rằng là sẽ có celeb vào đánh năm nay cả. Vậy nên, thể thức thì tôi không nói trước được. Vì tôi đâu có biết thể thức như thế nào đâu. Còn tôi khẳng định là sọp sẽ không được đánh cho khu vực Việt Nam.
dù đó là giải All Star, dù đó là giải For Fun, chắc chắn Sọp không được đánh cho Việt Nam. Vì anh ta bây giờ đang là người của Trung Quốc rồi, anh ta là người của khu vực LPL rồi. Và một tin nữa mà các bạn, mà nhiều tôi biết là nhiều bạn không biết đâu, đấy là Sọp bây giờ là đủ điều kiện để coi như là nội binh của Trung Quốc rồi. Tức là trong trường hợp mà nếu như cái đội Lightning Esports đấy mà họ muốn tuyển hai người Hàn Quốc về, họ vẫn được dùng Sọp. Sọp bây giờ như là nội binh, Sọp bây giờ là nội binh rồi. Hành vi đi đêm thôi, anh em nói vui thôi. Chứ nhiều người ngoài người ta nhìn vào, thưa bạn Thanh Bình, thưa bạn Hoàng Việt, thì chúng ta ngồi đây nói vui với nhau thì ok. Nhưng mà đến cái lúc mà người ngoài nhìn vào lại không hiểu vấn đề thì lại tưởng là có vấn đề thật. Chứ còn ai mà chả có, thường thì bình luận viên chúng tôi ai cũng đều có một cái gọi là làm đại diện cho thương hiệu, gương mặt đại diện cho một cái nhãn hàng nào đấy. Thế nên là cái chuyện này là hoàn toàn bình thường thôi. Chứ anh em cũng vui thôi, vui thôi, đừng vui quá. Không người ngoài người ta nhìn vào người ta lại tưởng thật. Đâu có biết là, đâu có mọi người, đâu có phải là 100 người đều hiểu là anh em mình vui vẻ với nhau đâu. Có những người người ta vào người ta lại tưởng thật, người ta lại cho lên báo thì xong. Mà nhà báo bây giờ thì cũng lôm côm lắm. Nhà báo bây giờ là cũng không biết là câu chuyện như thế nào đâu. Chỉ cảm thấy nó hơi vui vui thôi, đã bắt đầu viết thành báo rồi. Mà các cái thông tin bây giờ nó của báo chí nó đâu được kiểm duyệt, nó nghiêm ngặt đâu. Chỉ cần giật một cái tít nó hơi căng căng một chút lên thôi là thành bài báo rồi. Sau đó thì lại bắt đầu cãi cọ, sau bắt đầu đi kiện tụng. Mệt lắm. Thế là anh em mình vui thôi, đừng vui quá.